Các bạn đang nghe podcast kênh Xe Space, Cách nền kinh tế vận hành phần 2. Phần 2 của Cách nền kinh tế vận hành sẽ tập trung vào các khái niệm và yếu tố quan trọng khác như chính sách kinh tế, sự biến đổi công nghệ và tác động xã hội. Dưới đây là một số khái niệm quan trọng. 1. Chính sách kinh tế. Chính sách tiền tệ bao gồm các biện pháp mà Ngân hàng Trung ương sử dụng để điều chỉnh lượng tiền trong nền kinh tế, thông qua việc điều chỉnh lãi suất và tốc độ tăng trưởng tiền tệ. Chính sách tài khóa liên quan đến việc quản lý ngân sách quốc gia, bao gồm cả thuế, chi tiêu và vay nợ. 2. Biến đổi công nghệ. Công nghệ thông tin, sự phát triển của máy tính, Internet và các công nghệ liên quan đã thay đổi cách mà các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, giao tiếp và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn kết với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ IoT tạo ra sự thay đổi lớn trong cách sản xuất và quản lý. 3. Tác động xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ người không có việc làm trong dân số. Đây là một chỉ số quan trọng để đo sức khỏe của nền kinh tế. Phân khúc kinh tế xã hội, sự chia rẽ giữa các tầng lớp xã hội về thu nhập, cơ hội và tiếp cận vào các tài nguyên. 4. Phân phối thu nhập. Thu nhập chủ quyền là thu nhập mà một người nhận được từ công việc của mình hoặc các nguồn tài nguyên khác như tài sản. Thu nhập tổng cộng, tổng thu nhập của một quốc gia hoặc khu vực, bao gồm cả thu nhập lao động và thu nhập từ tài sản. 5. Tài nguyên tự nhiên và môi trường. Bảo vệ môi trường, việc quản lý tài nguyên tự nhiên và bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự phát triển bền vững. 6. Quốc tế và toàn cầu hóa. Hiệp định thương mại, các thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy hoặc hạn chế việc mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa họ. Liên kết kinh tế toàn cầu, sự liên kết ngày càng mạnh mẽ giữa các nền kinh tế trên thế giới qua thương mại, đầu tư và tài chính. Nhớ rằng, các yếu tố này tương tác một cách phức tạp và thay đổi theo thời gian. Điều quan trọng là hiểu sâu về chúng để có cái nhìn tổng thể về cách nền kinh tế vận hành. Nếu bạn cần thông tin cụ thể hoặc có câu hỏi khác, vui lòng cho tôi biết.